Hello, xin chào toàn thể các bạn. Rất vui gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình nha. Thì thời gian vừa qua do điều kiện mùa hè nên công việc khá bận rộn, mình không có dịp để mà ra clip mới nhằm mà giao lưu, trao đổi kiến thức với các bạn trên cộng đồng mạng YouTube. Nhưng mà cách đây 2 ngày thì bản thân mình gặp cái lỗi và hôm nay mình làm cái video mà chia sẻ về cái lỗi này trong quá trình làm YouTube để các bạn, những ai gặp phải sẽ tránh cái lỗi giống như mình. Và mình xin nói luôn, mình không phải là người làm YouTube chuyên nghiệp đâu các bạn ạ. Mình làm YouTube cũng chỉ vì đam mê. Vì vậy trong quá trình mà mình làm thì tích góp được một ít kiến thức và đôi khi cũng gặp phải những cái lỗi mà đáng ra mình xử lý tốt hơn. Thì ví dụ như cái lỗi hôm nay mình chia sẻ chẳng hạn, chính vì điều đó nên mình đã làm những cái clip như thế này, thì mình chia sẻ lên cho toàn bộ anh em, cho tất cả các bạn trên cộng đồng. Nếu gặp phải trường hợp như mình, tránh được thì nên tránh, và hy vọng các bạn xử lý tốt hơn mình khi đã được đón nhận các cái chia sẻ của mình. Thì nếu các bạn xem cái video của mình mà các bạn cảm thấy hữu ích thì rất mong các bạn tặng cho mình một like, nhớ đăng ký kênh và để mình nhận các cái video mới nhất của mình các bạn nhé. Thì cái lỗi đó là cách đây 2 ngày mình khi kiểm tra cái kênh YouTube của mình thì mình thấy cái tab mà bật kiếm tiền nó mất hết, có nghĩa là kênh của mình đã bị tắt kiếm tiền và hệ thống quảng cáo nhúng trên các cái video của mình là không còn nữa. Thì sau đó mình sẽ vào cái lên cái desktop của mình và mình kiểm tra. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành lại các cái bước để các bạn thấy, xem và nếu gặp thì rút kinh nghiệm các bạn nhé. Thì khi mình vào cái YouTube trên cái máy tính của mình, cái mục Studio YouTube này, YouTube để kiểm tra. Thì khi mình vào cái mục video của mình này, thì đấy, như các bạn thấy đây, cái biểu tượng mà bật kiểm tiền bên này nó đã mất rồi. Và mình kéo xuống cái phần mà kiểm tiền để kiểm tra thì nó báo lỗi như thế này đây các bạn này. Đây, bước 2 là báo lỗi. Đồng thời phía trên này là nó nổi lên một cái dòng là đòi là xác minh danh tính trong tài khoản Google AdSense. Thì như các bạn biết đấy, thì những kênh mà YouTube đã được bật kiểm tiền thì sau một thời gian mà đạt ngưỡng cửa thanh toán thì đối với lần đầu tiên thì nó bắt chúng ta phải xác minh danh tính. Thì khi đó mình vào cái mail của mình thì cả cái trao đổi phản hồi thì người ta sẽ gửi vào trong mail của mình. Thì mình nhận được đồng thời cái mail đầu tiên là như thế này các bạn. Để hoàn tất quy trình xác minh này, bạn cần phải cung cấp thêm thông tin và chụp giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp còn hiệu lực, ví dụ như hộ chiếu, giấy phép lái xe. Đấy. Thì có nghĩa là YouTube nó phải bắt mình khai đầy đủ các cái thông tin trong cái tài khoản Google AdSense, đồng thời phải úp lên một cái ảnh, ví dụ như chứng minh thư hoặc là bằng lái xe các bạn. Thì sau khi mình đọc qua thư thì thực ra cái lỗi này đến bây giờ mình nghiệm ra là do bản thân mình quá chủ quan. Thì sau khi mình đọc thư thì mình sẽ dùng cái iPhone 7 Plus của mình chụp cái chứng minh thư. Thì sau khi mình chụp cái chứng minh thư đâu thì mình gửi, và sau 3 lần thì rất đáng buồn là nó khóa luôn cái tài khoản, để cái mục mà để mà mình xác minh danh tính nữa, và nó gửi cho mình một cái thư như thế này: chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn từ những tài liệu cung cấp, có thể bạn đã đạt đến số lần xác minh tối đa cho phép hoặc là đã tải ảnh không phù hợp lên. Có nghĩa là mình đã tải lên 3 lần và sau đó nó không duyệt được nên nó phản hồi về là như thế này. Khi mà mình đã bị khóa không cho xác nhận nữa thì mình lên trên diễn đàn chia sẻ tìm hiểu và được
xem các cái clip của các bạn đi trước, các anh chị đi trước, thì mình rút ra nó có hai vấn đề cơ bản mà mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay. Đây cũng là một cái bài học quý giá mà để các bạn trong quá trình làm YouTube hoặc là vấp phải những cái trường hợp tương tự để rút kinh nghiệm để tốt cho công việc của mình hơn thôi. Nên là mình chia sẻ cái này. Thì bây giờ mình vào cái tài khoản Ascend của mình. Đây là tài khoản Ascend của mình. Và như mình đã nói vừa rồi là sau khi mình nghiên cứu các tài liệu và tham khảo các cái clip mà các bạn chia sẻ trên cộng đồng trên diễn đàn ấy, thì mình thấy các bạn cũng chia sẻ nhiều cái clip cũng rất chất lượng, nhưng thực tế tương lai nó có hai cái vấn đề cơ bản thôi các bạn. Thì vấn đề thứ nhất là các bạn trước khi úp cái ảnh của mình lên thì các bạn cần phải kiểm tra cho mình trong mục quản lý hồ sơ tài khoản Ascend của mình. Thì các bạn lưu ý cho mình là những cái điểm này. Thì trong các bạn có thể trước khi úp, các bạn đối chiếu với cái tài liệu mình úp lên như cái bằng lái hoặc là cái chứng minh thư, thì các bạn phải điền đầy đủ các cái thông tin cụ thể chính xác, số điện thoại, đặc biệt là còn lưu ý nơi chỉ quay mã bưu điện. Thì để mà có cái mã bưu điện chính xác thì các bạn nên vào Google và search ra thì mã bưu điện Minh ở Quảng Trị, điện tỉnh Quảng Trị năm 2002, thì nó sẽ xuất hiện cho mình là 520.000 các bạn, 520.000. thì mình phải vào trong cái mục này, mình điền lại 52. Sau đó mình sẽ lưu lại. Sau cái bước này rồi thì đến vấn đề cái ảnh. Đối với trường hợp của mình thì cái này là mình đã làm đúng rồi các bạn ạ, chứ không phải sai. Nhưng mà của mình là nó bị vào cái lỗi tạo cái ảnh để úp lên. Thì ngay bây giờ mình sẽ nói kỹ hơn về cái ảnh này. Thì đối với cái ảnh mà khi chúng ta làm trực quan á, thì chúng ta thấy là nó cũng được rồi, đẹp rồi, cũng tương đối rõ ràng, úp lên đưa vào máy tính chúng ta cũng thấy nó cũng nét, cũng dễ đọc. Nhưng mà đối với hệ thống Google AdSense cũng như cả cái hệ thống quản lý YouTube thì hình như người ta quản lý bằng cái hệ thống Ali các bạn, bằng trí tuệ nhân tạo, nên là người ta quẹt qua mà thấy nó không đủ tiêu chuẩn là chắc chắn là người ta nhả ra rồi, và người ta phản hồi ngay tức thì cho mình là không thể xác minh được. Thì đối với của mình thì mình cũng có làm một số cái ảnh đây. Thì bằng cái kinh nghiệm của mình á, thì mình nên khuyên các bạn là sử dụng cái băng lái xe. Thì cái băng lái xe mình chỉ cần làm một mặt trước thôi, và có thể là những cái hòa tiết nó sáng hơn, chúng ta dễ làm và làm nó được tốt hơn các bạn. Và sau khi các bạn làm xong, các bạn chụp ảnh xong, nếu mà có thơ thì quá tốt, nhưng bạn mà có kiến thức một chút thôi thì chúng ta cũng tự làm được. Thì giống như mình đây là mình, đây là cả cái ảnh mình vừa làm. Sau khi mình chụp xong thì mình sử dụng cái phần mềm Photoshop CS6 này, chúng ta làm thôi, làm bình thường. Thực ra là cái này thì mình cũng không chuyên sâu và không giỏi lắm, chủ yếu là chỉ làm đủ với cái kiến thức mình phục vụ cho bản thân mình thôi. Thì mình sẽ sử dụng cái phần mềm này để mà tạo ra cả cái bức ảnh đó. Xong, khi tạo nó xong rồi thì để cho chắc chắn, chúng ta phải kiểm tra nó trước khi là up lên. Thì phương pháp mà để kiểm tra thì như thế này các bạn. Các bạn có thể kiểm tra bằng là một địa chỉ web online luôn. Và cái địa chỉ này mình sẽ bỏ dưới cái phần mô tả của video các bạn nhé.
các bạn gọi cho mình là mở tab mới và gọi cho mình là cloud google.com check. Đây là cái địa chỉ kiểm tra cho ta biết được những cái thông số cơ bản nó đạt được bao nhiêu phần trăm để chúng ta mới sau đó chúng ta mới tải lên. Thì ở cái mục này chúng ta kéo về xuống dưới này, đây đây có cái ô có đường viền này, chúng ta nhập vào đó để chúng ta kiểm tra. Ví dụ mình kiểm tra cái ảnh đầu tiên này, cái ảnh chứng minh thư mình làm này, mình bấm ok, đời nào quẹt và chúng ta nhập vào cái ô, tích vào cái ô tôi không phải là người máy. Đây thì nó sẽ cho chúng ta kết quả là được 71%. Và sau đó mình sẽ làm bằng cái bằng lái của mình á, thì mình có làm một cái như thế này. Đây. Thì chứ mình sẽ kiểm tra cho các bạn xem này. Đây. Thì đây là nó đạt được 94%. Nhưng mà để nâng cái này lên một chút nữa thì cũng một chút chia sẻ nữa là các bạn nên tăng độ sáng của mình khi sử dụng trong chỗ Photoshop ạ. Đấy, mình cũng cái ảnh này khi mình có tăng thêm 10% à 20%, tăng thêm 20% độ sáng thì nó sẽ cho kết quả khác đi, cao hơn các bạn. Đây, như cái ảnh này thì nó sẽ đạt được 95% các bạn. Thì đối với những cái ảnh mà đã đạt được 95% này thì thực ra mình nghĩ nó cũng đạt, và theo cái chia sẻ của các bạn trên diễn đàn thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả up lên, nó sẽ duyệt được các bạn. Thì đó là cái cách mà chúng ta kiểm tra cái chất lượng ảnh của mình có đạt hay không trước khi các bạn up lên. Và cái điều này cực kỳ quan trọng, và mình khuyên các bạn khoan hãy vội mà up lên, hãy kiểm tra chặt chẽ cái đã, vì cái số lượng mình được tải lên để xác minh chân tính là nó không được nhiều, và chính cái chủ quan của mình đã gây cho cái kênh của mình như vậy là 2 ngày rồi các bạn, 2 ngày rồi nó chưa mở lại, mặc dù mình cũng đã vào, mặc dù mình cũng đã gửi thư phản hồi lên YouTube, nhưng mà đã hơn 2 ngày rồi mình thấy không có đồng tình gì cả. Nói tóm lại, trong cái clip này thì mình muốn chia sẻ với các bạn cái lỗi mà xác minh tài khoản, và trong đó có 2 vấn đề cơ bản mà các bạn cần phải lưu tâm. Còn các cái vấn đề khác thì chắc chắn các bạn cũng phải đã làm rồi và làm tốt rồi. Cái thứ nhất là các bạn phải chỉnh sửa các cái mục ở trong cái hồ sơ thanh toán của khi đăng ký tài khoản Ascent. Thứ nhất là quốc gia, loại tài khoản, họ tên, địa chỉ và đặc biệt là cái mã bưu điện các bạn. Sau khi chúng ta đối chiếu trùng hợp với cái ảnh mà chúng ta cần tải lên thì chúng ta sẽ lưu lại được những thông tin đó. Và cái thứ hai nữa là cái rất quan trọng, bây giờ mình thấy thực sự quan trọng, đó là làm cái ảnh có chất lượng. Nếu để đảm bảo được cái ảnh đó có chất lượng hay không và nó đạt đến đâu thì các bạn sau khi làm phải sử dụng kiểm tra bằng người tài khoản online trực tuyến này để biết được cái ảnh của mình thực sự có đạt hay không và được bao nhiêu phần trăm, thì các bạn vào địa chỉ web này và các bạn kiểm tra online trực tiếp luôn. Và khi có các cái thông số này tương đối cao thì các bạn mới bắt đầu tải ảnh lên. Vâng, như vậy là những cái kiến thức mình chia sẻ với các bạn, là hy vọng các bạn là không gặp lại cái lỗi giống như mình trong quá trình xác minh tài khoản Ascent để nhận mã PIN thanh toán các bạn nhé. Thì nếu các bạn xem video của mình cảm thấy hữu ích thì rất mong các bạn tặng cho mình like, nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.